Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Long Bùi lại tiếp tục làm một clip mới về những cái đàn guitar của dây sắt. Cũng là một ngày mà rất là bận bịu với những cái công việc hàng ngày của em Long Bùi. Thì cũng xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho những cái clip vừa ra của Long Bùi, những cái đàn guitar classic của Nhật, Tây Ban Nha, hàng chính hãng, cao cấp và thấp đều có, và được những người chú, người anh cũng như những bạn trẻ ở tất cả các nơi, các nước, ở những cái tỉnh như là Đồng Nai, Nha Trang, rồi Bình Định, Đà Nẵng, Hà Nội, ra tới Hải Phòng, đi về miền Tây thì có Tây Ninh, Long An, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ Long Bùi rất là nhiều và tin tưởng vào những cái chất lượng đàn do chính Long Bùi đấu giá, tin tưởng vào cái kỹ thuật do một người chủ, người thợ đứng ra giải quyết mọi cái vấn đề, set up, canh chỉnh và đóng gói gửi hàng cho mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn luôn ở bên cạnh Guitar Long, luôn luôn theo dõi những clip của Long Bùi và ủng hộ Long Bùi. Thì mấy hôm nay thì Long Bùi làm hai clip về dây ni lông, nhưng mà chưa lên một clip nào về dây sắt hết. Thì cũng có những người đang nhắn tin, gọi điện để yêu cầu Long Bùi tư vấn những cái cây đàn dây sắt. Thì hôm nay Long Bùi đã soạn ra 9 cây đàn dây sắt để giới thiệu đến mọi người. Đó là dòng Moritz. Thì có Moritz Dub 18, 20, 25, 30, 40 và 50. Trong đó thì có 35 và 35 Special, đó là những cái đàn cực kỳ hiếm. Cũng như là cái dòng Dub 40, 50 mà đã có những cây hàng đẹp thì cũng cực kỳ hiếm. Thì Long Bùi đợt này không có nhiều, thì có một số cây thôi, thì giới thiệu đến mọi người. Còn ai cần hàng mà không đẹp á, ví dụ như Dub 50 mà tầm giá khoảng 12 triệu, thì cũng có thể nhắn tin qua số điện thoại 0987 64 66 39 của Long Bùi. Thì Long Bùi sẽ gửi mẫu cho mọi người một hai cây của dòng Dub 50 không được đẹp để nó có giá thấp, cũng như là Dub 30 hay là Dub 40. Nói chung là mọi cái mà không được đẹp thì nó cũng có để Long Bùi làm cho mọi người, tùy vào cái khả năng của mọi người. Nhưng mà đa phần những người đang yêu cầu những cái đàn chất lượng và cần khó thùng, nói chung nó tương đối nó gọi là đẹp, trong cái sản xuất những năm 74, 76, 80, 81 tới bây giờ, thì nói chung là Long Bùi đã cố gắng hết sức để làm cho mọi người được những cái đàn gọi là tốt nhất. Thì bây giờ Long Bùi sẽ giới thiệu đến mọi người những cái đàn guitar Moritz từng cây để cho mọi người theo dõi clip của Long Bùi đã dễ dàng lựa chọn ha. Đây là cây số 1. Đây là cây số 1, đây là cây Moritz Dub 50, là đẹp mặt phong diễn. Đây, em làm bộ cho mọi người xem ha. Quá đẹp luôn, một cây Moritz Dub 50. Đây là phần phong Dub 50 40, đợt này cũng gọi là cực kỳ hiếm, để khi tìm được có những cái cây đẹp như thế này thì hiện tại trên thị trường là gọi là không có mọi người ạ. Long Bùi còn lại một số cây của Moritz Dub 50 về đợt này quá đẹp. Đó. Quá đẹp. Action, Barrel Action là ở đây là Long Bùi đã set up cho mọi người hết, cho nên mọi người yên tâm nha, cái dòng đàn của Moritz nha. Kết cấu của Moritz Dub 50 thì có hai dòng, dòng là cẩm độ và một dòng là cẩm brushing. Đó, 40 và 50 thì có hai dòng, đây là cẩm độ ha. Đây mọi người, cẩm độ là cái bông lên sọc. Cẩm lai độ. Được quát 3 tấm mắc bột. Cực kỳ đẹp. Cho mọi người xem này. Đó là một cái đàn Moritz Dub 50. Đây là có nhiều người chú ở xa cũng đang dặn Long Bùi Dub 50, nhưng mà bây giờ không có nhớ ai dặn hết, cho nên về đợt này thì phải quay lên đây thì để cho ai ai có trước thì sẽ sở hữu trước ha. Cần này, bộ khóa này, đây là cái cần này, đó rất đẹp.
đứt 50. Cây này là cây số 1. Long Bùi sẽ dán cái mã số 1 ở đây cho mọi người nha. Đúp 50 có giá là 14 triệu. Ở đây là cái hộp zin của Moritz đúp 50 ha mọi người. 14 triệu nha. Còn nếu ai còn cái hàng xấu mà tầm khoảng 12 triệu thì thấp hơn khoảng 2 triệu thì có thể nhắn tin cho Long Bùi. Đỡ Long Bùi gửi mẫu cho mọi người nha. Tại nhiều quá, bây giờ có 2 3 cây của đúp 50 mà hàng xấu đó, nhưng mà mình không có lên clip ở đây, tại vì lên chỉ chọn ra một cây đẹp của đúp 50 này đỡ làm đến cho mọi người thôi, cho mọi người dễ dàng được theo dõi và dễ dàng được lựa chọn ha. Hôm nay đóng hàng cho mọi người ở tỉnh cho mấy anh những cây sơ 400, sơ 300, sơ Matsuke M35, M100 đi các tỉnh cùng với những cây kết tinh của Việt Nam. Thì bây giờ xong thì soạn luôn cái dây sắt này làm liền cho mọi người. Đây là cây Moritz đúp 40, cũng rất đẹp. 40 rất đẹp nha. Đó. Mời xem những cái đèn rất bên của mình về. Đây là bộ khó. Đó. Đây. Kỹ cái đèn ha. Đây là cái tem. Trông quá đẹp. Còn đều cái sớ nó là sớ không nó già, nhuyễn đều luôn. Nói chung là mọi thứ là hoàn thiện từ cả cái ba action rồi luôn ha. Cho nên cái vấn đề mà đã set up một cái đàn nó hoàn thiện để gửi cho mọi người á, thì đó là phần kỹ thuật. Cái phần của cái người thợ thì bên mình sẽ set up một bộ dây cao cấp của Mỹ vào cho mọi người, và vòi sinh và canh chỉnh cái action barrel hết để cho nó thuận tiện nhất, thoải mái nhất cho mọi người chơi. Nó vừa đúng cái tiêu chuẩn, phải nhẹ bấm rồi không rè nốt. Đó là những cái kỹ thuật mà bên mình sẽ làm, và mình sẽ bát biết tút lại cho nó đẹp đẽ cho mọi người trên một cái máy bát và một cái chai xịt bún gỗ như này đó. Ví dụ như cái này ha, mình sẽ đồng xịt như này thôi, mình sẽ gọi xịt nhẹ cho mọi người xem ha. Cái khăn phải lù bỏ đâu đây ha. Mọi người thấy được nó đẹp. Đó, mới đang này thôi mọi người thấy được cái cực đẹp. Ví dụ như cái hộp nó đây thôi. Ví dụ những chai này mà anh em nào khi mà mua đèn á, có cần thì nói Long Bùi sẽ tặng cho mọi người một chai, để lâu lâu mọi người cũng vệ sinh cho những cái đèn của mình cũng được đẹp, để cho nó bóng bẩy, mình ôm vào mình chơi nó cảm giác nó thoải mái. Đừng để cái đèn mà bụi bặm quá, mình ôm lên nhìn cái đèn chán lắm. Quá đẹp. Moritz đúp 40, cái này giá chỉ có 10 triệu thôi nha mọi người. Cái này là cây số 2, Moritz đúp 40. Có giá là 10 triệu, đây là cây số 2 ha. Tại vì những cây mà từ mình làm mà từ 5 cây trở lên á là mình sẽ dán cái mã số hết để cho mọi người theo dõi và mọi người mua khỏi phải bị lộn xộn cho ha. Tiếp theo là cây Moritz đúp 35 Special, bản đặc biệt đúp 35 Special. Cái đàn âm thanh cực kỳ hay của dòng Special hiện bây giờ gọi là cực kỳ hiếm. Người xem theo dõi đi. Đó, bây giờ cây này mình sẽ rã cho mọi người nghe được cái âm mộc của cái đàn ha.
mấy hôm nay Trung Thanh đi du lịch ở Hà Nội cho nên không có làm và cũng không có test hết cho mọi người nghe được. Nghe cái âm rất nhẹ nhàng luôn, cái âm bass này. Phần 35 Special. 35 Special có nghĩa là dòng Special là dòng bản đặc biệt, thì họ sẽ dập cái chữ Special, Moritz Special ở phần nang bên trong đó, và cái số 35 sẽ dập ở góc cong, nó sẽ không có cái tem dán ở thùng đạn đó, là dòng Moritz. Tất cả các bản đặc biệt 35, 60, 50, 60 đó là dòng bản đặc biệt đều là tem dập ở phần nang hết. Không biết là quay ở đây mọi người thấy không, đó là hai cái nang đó có chữ Special đó, là họ dập vào cái nang đó, Moritz Gaki Special đó. Còn cái số 35 thì họ sẽ dập ở cái góc cần ở bên trong, thì mọi người thấy số 35 ha, đó gọi là Special bản đặc biệt, có nghĩa là dòng đó họ sản xuất cái số lượng nó giới hạn, nên phiên bản giới hạn, nên một dòng âm thanh gọi là cực kỳ hay nha mọi người. Đây là cây số 3, có giá là 8.500.000 một cây duy nhất của Đúc 35 Special. Cho nên mọi người cũng, nếu mà chơi về dây sắt thì tầm dưới 10 triệu thì hiện tại không có cây nào qua nổi 35 Special, đó là mình nói thật. Đúc 35 Special đó là cây số 3 ha. Tiếp theo là cây Moritz Đức 35, và hiện tại Đức 35 cũng đang gọi là cực kỳ hiếm. Vừa rồi mình có về ba cây Đức 35 thì được những người chú ở quận 4, quận Bình Thạnh và một người ở Bình Định là đã lấy ba cây Moritz Đức 35. Có một người hỏi mình Moritz Đức 35 Special, nhưng mà cái cây đấy hôm đó mình lại gửi đi đi ra ngoài miền Bắc cho một người anh ở đâu ngoài miền Bắc đó. Nhưng mà cây đó khi anh nhận á, thì anh lại mới tập chơi, anh nhận á, thì anh lại nói là sao cái bản cần nó nhỏ quá, nó không có giống như bản cần của dây đi lông là phải là cần lớn. Có nghĩa là như những cái đàn Việt Nam đóng hồi xưa anh cầm những cái đàn thường anh chơi á, thì bản lớn mà sao cái bản này nó nhỏ quá. Thôi cho anh xin gửi lại đỡ chờ cây khác, gọi là cây dây sắt mà phải bản dây đi lông bản lớn, rồi anh chịu cái phí ship 500.000 để gửi lại cây Đúc 35 Special cho mình. Mà trong khi đó là lúc mình lên clip là quá trời người chú người anh hỏi mình cây Đúc 35 Special, mình gọi là mình khổ cực luôn. Đây là Moritz Đúc 35 rất đẹp, đây là bộ lưng ha, bộ lưng rất đẹp. Còn mùi lau lại cái lưng cho mọi người xem ha, mấy cái này là chưa vệ sinh gì hết nha, cho nên cái bụi nhiều khi mình quay ở trên đây mọi người nhìn thấy cái bụi, mà thật sự là gọi sân ra đây đó, cái đàn rất đẹp bóng ngón luôn. Action là khỏi lo ha, dòng này dòng tem chữ dọc luôn đó, mặt thông lưng thông cẩm, cho mọi người yên tâm, những cái đàn Nhật thì mọi người không cần phải quan tâm về cấu hình gỗ đó, họ làm chuẩn một loại gỗ đó. Tại vì nhiều cái gỗ nhưng mà cái vân nó khác thôi, chứ thật sự là họ không có làm ví dụ như nó quy định dòng của Moritz Đúc 35 Đúc 40 đó là dòng gỗ đó thì họ ra gỗ đó thôi, chứ nhiều cái shop họ xem họ nói lên những cái dòng gỗ khác, họ thấy cái vân là lạ, họ từ họ lên họ search rồi họ thấy cái vân đó nó giống rồi họ nói như vậy thôi, chứ thật sự không có. Moritz Đúc 30 35 40 họ chỉ làm gỗ cẩm thôi, không có một gì. Lâu lâu thì cái vân đỏ thì có một hai cây của Moritz Đúc 18 Đúc 20 họ làm mahogany, còn trở lên Đúc 30 trở lên không có mahogany. Đúc 35 Đúc 40 Đúc 50 Đúc 60
không có mahogany và tất cả họ đều là làm cẩm đồ và cẩm và rà xin. Nhưng mà cái vong nó tạo nên cái thớ của cây đàn, nó tạo nên ví dụ như con người mình như vậy thì mỗi người mỗi cái khuôn mặt thì nó tương đương nhau thôi. Bắt đầu ta lại suy diễn người bái thành nói ra những cái loại gỗ này loại gỗ khác, sợ không vậy. Họ chỉ làm hai dòng gỗ đó là cẩm Ấn Độ và cẩm và rà xin, mà những dòng cẩm và rà xin hiện bây giờ gọi là cực kỳ hiếm. Mình về những cái cây cẩm và rà xin giá 14-15 triệu của dòng Đức 40 hôm trước, nhưng mà hiện tại những cái dòng cẩm và rà xin gọi là đang khan hiếm dòng và không có hàng trên thị trường. Đây là cây Moric Đức 35 và cây này là cây số mấy đây, hồi nãy là Đức 50, Đức 40, Đức 35 Spaso và đây là Đức 35, 50, 40, 35 Spaso và đây là cây số 4 là Đức 35, có giá là 8 triệu nha mọi người. Đúng từng cây, đây là cây số 4 ha của Moric Đức 35, cây số 4 có giá là 8 triệu. Không là lộ một cây là chết. Lộ một cây là mọi người bắt tìm là tìm đuối luôn. Phải lộ một mã thôi, nhiều anh em hỏi là nhích một mã xòm sai cái đàn cho người ta cái chết. Đây là cây Moric Đức 30. Đây. Cây này mặt tốt rất đẹp. Còn có nói chung là đẹp mọi thứ. Cái lưng thì họ chơi họ ôm vào nó hơi có những cái vết của hơi có những cái vết mà ôm vào thôi. Ở ngoài cái lớp bu thôi. Ôm vào nó hơi cũ một tí, nhưng mà mình nếu mà bát hay vệ sinh thì ra đều đẹp hết. Cây này lông bùi không xử lý, lông bùi xử lý thì lông bùi bát những dấu này nó cũng sẽ này, những cái dấu mà người ta ôm nó cũng sẽ mất đi đó, cái dấu này do người ta ôm thôi. Cây này rất đẹp, action rất đẹp luôn á, action là cực kỳ đẹp, cây này action là cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây là cái hộp ở lông bùi rải nhẹ cho mọi người nghe cái âm thanh nha. Cây Moric Đức 30 mặt đẹp lắm, mặt quá đẹp luôn. Cái hông này mà cái lưng này mà đẹp một tí nữa là cây này là tuyệt vời luôn đó. Đức 30 chỉ một cây này thôi ha. Đó, cái lưng nó người ta ôm, người ta ghì vô người ta chơi, người ta không có giữ lắm. Những cây đàn Đức 30 này họ giữ, nếu mà cái mặt như thế này cái lưng mà đẹp một tí nữa là cũng rất cao, cả 6,5-7 triệu một cây đó. Nhưng mà cây lưng này nó không đẹp thì lông bùi sẽ đạt cây này giá chỉ có 5 triệu đồng thôi cho một cây Moric Đức 30. Cây này là cây số 5. Cho anh em nào chơi không cần đẹp xuất sắc thì chơi cây này. Cây này gọi là cái mặt gọi là đẹp của những cái cây của nguyên cái mặt là đẹp, gọi là đẹp xuất sắc đó. Cái mặt quá toàn diện cho một cây đàn luôn. Đó, đậm lên. Lưng hông đàn thì họ chỉ tính lưng và hông thôi, mặt lúc nào cũng là gỗ thông á, là gỗ thật nha, không phải là gỗ ép nha. Thì tất cả các hàng nhập họ không bao giờ họ làm gỗ ép nha. Thì mọi người biết sao nguyên tắc sao tại sao mà họ không làm gỗ ép không? Tất cả thì những cái đàn mà làm gỗ ép, thứ nhất cái âm thanh nó kém, thứ hai là con ngựa đàn á không bao giờ giữ được dây, cái đó là 100% luôn. Nếu mà các bạn làm mọi người sử dụng bằng gỗ ép á thì
trầm khoảng vài tháng là em nó sẽ kéo mo mo mặt, và thứ hai là bung ngừa. Đất 30 của cây số 5 có giá là 5 triệu. Đây là tiếp tục là một cây Moritz cũng là đất 30. Cây Moritz đất 30. Cây này thì lưng đẹp nha. Lưng đẹp, phong đẹp. Mặt có một hai cái dấu ở ngoài. Mặt có một hai cái dấu ở ngoài một tí. Đó, không ảnh hưởng gì hết, một hai cái dấu giống như là dấu trầy ở bên ngoài ra chơi năm tháng thôi. Màu cũng rất đẹp, sáng. Còn một cây Moritz đất 30, còn ba reaction cần kiếp rất đẹp. Cây này là cây số 6, lòng mùi cũng làm Moritz đất 30, cũng có giá là 5 triệu cho anh em chơi. Không có nha, hết hai cái này thôi nha, chứ không có đất 30 rồi. Chuẩn bị về những cây, nếu mà đất 30 đẹp 6.500.000 một cây. Đợt này về chuẩn bị về thì trong vòng khoảng một tuần nữa về những cây là 6.500.000 đến 7 triệu, và những cây đẹp xuất sắc, không có một cái dấu gì của ấy. Đó, hai cây Moritz đất 30 nha. Ở riêng đây luôn, ai lấy sớm thì mai đóng hàng luôn. Đây là cây số mấy rồi? Đây là cây 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Đây là cây số 7 của Moritz đất 25. Đất 25, một cây Moritz đất 25. Đất 25. Đó. Cũng gọi là đẹp. Đẹp nha. Cái này cho mọi người ăn nhậu là bỏ điện, bỏ đồ là cắt điện rồi thoải mái, khỏi sợ bị ấy nè. Khỏi sợ anh em chơi phá đèn, phá đồ luôn. Đó, đây. Đúc 25. Cây số 7. Một cây Moritz đúc 25 duy nhất có giá 4 triệu. Không, mấy cây này không phải giới thiệu nhiều. Chỉ giới thiệu mã số và cái hình thức sơ qua bên ngoài thôi. Còn là quá rẻ đó, cho một cây đàn Moritz đất 25 rồi. Cái này mình xem cho đủ công mình về. Đất 25 hồi xưa có mấy cây đẹp, bây giờ cũng không có. Xưa đẹp 5 triệu rưỡi một cây, bây giờ cũng tìm cũng không có. Đây là cây số 8 Moritz đất 20, cũng cực kỳ hiếm, rất đẹp. Đây. Đất 20. Đó, quá, còn action ba action thì ở đây mình lo ha, mọi người không phải lo nha. Đây, đây là cái đèn Moritz đất 20. Có giá là 3 triệu 500 ngàn. Đây là cây số 8. Những cái này cho những ai thích và đời thấp, mã số thấp để chơi ăn nhậu hay chơi ấy là tuyệt vời rồi mọi người. Trong người nói tuyệt vời là tuyệt vời, không phải lo những cái cây đàn này nữa, quá thấp. Cây cuối cùng, cây số 9 đất 18, quá đủ cho cái dòng Moritz đúng không? Còn những cây mà 60, 70, 80, 100 cực kỳ hiếm luôn, bây giờ không có hàng mọi người. Đúng 18, cây này đẹp.
mê đi luôn. Cái này là mahogany này, dòng đúc 18 là mahogany này, đúng như những gì Long Bùi nói, mặt đẹp sáng rưới. Đẹp quá, đẹp luôn, mặt đẹp quá đẹp. Cây này đưa vào trong cái bộ sưu tập thì cũng gọi là những cây đàn mà cực kỳ đẹp đó, đẹp. Lưng hông mahogany, cần mahogany, Morris đúc 18 cây số 9, có giá là 3.200.000 đồng cây số 9 nha, rất đẹp. Cây này là cây đẹp nhất trong tất cả từ Morris đúc 50 40 30 35 35 special tới là cây này là đẹp nhất, mã số thấp nhất nhưng lại đẹp nhất, có giá là 3.200.000. Là 9 cây guitar dây sắt của Morris Long Bùi giới thiệu đến mọi người, để cho ai có nhu cầu trong khổ nào thì có thể chọn khổ nấy. Còn mọi việc ở lại thì sẽ canh chỉnh và xin thay dây, thì mọi việc đó thì Long Bùi sẽ làm hết cho mọi người ha. Ai có nhu cầu thì có thể liên hệ đến cơ sở sản xuất đàn Guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, hoặc là liên hệ vào số điện thoại 0987 646639, số này mình dùng Zalo luôn để đặt hàng nha mọi người. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong một clip của guitar Yamaha rất là nhiều mã, 201, 201B, 250, 350, 300D, 300M, 301, cũng gọi là những cái đàn đẹp cho mọi người trong clip vào hôm sau. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.